sẽ bền vững mãi mãi. Ta sẽ luôn gắn kết với nhau, gắn chặt nhau, không thể rời xa nhau nhé. Mình làm thành công ý nghĩa đến giờ phút này là thành công rồi. Không có điều gì nói cũng được. Năm năm tay ra sẽ gặp lại ngay nhé. Mình mà nói thêm nữa thì mình sẽ không. Bởi vì là hôm nay mình gặp lại nhưng mà thực sự là vui không tưởng luôn. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống cho tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trời ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Trường này nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Bạn bè đến những miền xa, nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay, cùng bạn bè đến những miền xa.
thầy Nguyễn Đăng Khoa, trưởng phòng giáo dục văn hóa. Kính thưa cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Tâm, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Văn Bài, giám đốc trung tâm, thầy Nguyễn Ngọc Đức, nguyên giám đốc trung tâm, thầy Hoàng Sơn Du, nguyên phó giám đốc trung tâm, cùng toàn thể các quý thầy cô dạy giảng trực tiếp các bộ môn, cùng toàn thể các cựu học sinh trường phổ thông trung học trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề văn hóa niên khóa 2001-2004. Hôm nay hơn 30 bạn học sinh lớp 12D có mặt ở khắp mọi miền tổ quốc đã về tụ đông đủ về đây trên mảnh đất quê hương thân thương Hoàng Hóa để cùng nhau long trọng tổ chức chương trình 20 năm ngày trở về thăm lại trường. Hơn 20 năm trước đây, chúng em là những cô bé, cậu bé độ tuổi hoa min với tâm trạng phấn khởi háo hức, vừa xen lẫn những vỡ lỡ âu lo bước vào cổng trường trung học phổ thông giáo dục thường xuyên và dạy nghề, để rồi được các thầy cô giáo yêu thương dìu dắt và dạy dỗ sau 3 năm đèn sách của chúng ta thành công tốt đẹp như mọi người. Xin cảm ơn. Kính thưa tất cả thầy cô giáo, cô gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả thầy cô giáo cũng tất cả em, lời chúc trân trọng và chúc cho tất cả các thầy cô giáo cũng như tất cả các em có một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt và bình yên. Bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt lớn ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê. Đam mê phía trước, đừng đợi chờ lê thê. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường. Hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật. 2, 3, 12 đi. Xin được cảm ơn, chúc mừng lớp 12 đi. Cảm ơn các anh chị đã chọn chuyện và tham dự giao lưu trong buổi bốn tháng say được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Trời năm mây cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng. Sống hạnh phúc, nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi. Còn nhớ hay không những nụ
học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về, cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang, cùng đùa vui cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau rồi hôm sau lại chợt quên mau, giờ ra chơi vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng